Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Yêu Bóng Đá. Thưa quý vị, chúng tôi rất vinh dự khi là nơi truyền tải đến quý vị và các bạn những thông tin được cập nhật liên tục, chính xác và nhanh nhất mỗi ngày. Rất mong nhận được sự yêu mến của quý vị và các bạn. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với những tin bóng đá nóng bỏng nhất được chúng tôi cập nhật trong 24 giờ qua. Lịch thi đấu Euro hôm nay, ngày 18 tháng 6, Pháp, Bồ Đào Nha xuất trận. Thông tin trước trận đấu. Hôm nay thứ ba, ngày 18 tháng 6, giải đấu Euro 2024 chính thức bước vào ngày thi đấu cuối cùng tại lượt 1 ở vòng đấu bảng. Những ông lớn cuối cùng là Pháp và Bồ Đào Nha sẽ xuất trận. Hứa hẹn là một ngày thi đấu cực căng khiến cho người hâm mộ mãn nhãn. Thất bại tại trận chung kết World Cup 2022, Pháp đặt ra mục tiêu phục hận tại Euro năm nay với hàng loạt những tên tuổi da dơ trong mọi đấu trường. Trong khi đó thì Bồ Đào Nha với Ronaldo khét tiếng nuôi mộng lớn trước khi anh bảy giải nghệ tại đấu trường chuyên nghiệp. Vào lúc 2 giờ sáng, Áo sẽ đối đầu với Pháp tại bảng D. Ngày Áo dễ phải phơi áo cho khô. Ở bảng đấu khó khăn bao gồm cả Hà Lan và Ba Lan, đội tuyển Áo hiểu rằng mỗi trận đấu với họ đều là chung kết và họ cần phải chiến đấu với hơn 100% khả năng. Thế nhưng trước một đội tuyển Pháp vượt trội về mọi mặt, xem ra người Áo dễ phải phơi áo vào đêm nay. Pháp đang được kỳ vọng như là ứng viên nặng ký cho chức vô địch Euro 2024. Đội tuyển này sở hữu mọi yếu tố để có thể bước lên ngai vàng. Họ có ngôi sao ở từng vị trí, với rất nhiều trong số đó là những cái tên dày dạn kinh nghiệm. Họ có một vị huấn luyện viên giàu thành tích bậc nhất và dồi dào kinh nghiệm chinh chiến đỉnh cao. Pháp được đánh giá như là ứng viên nặng ký thứ nhì cho chức vô địch Euro 2024, với tỷ lệ thắng lên đến 19,1%, chỉ sau Anh 19,9%. Vượt trội hơn phần còn lại. Thế nhưng Pháp lại đang gặp nhiều trục trặc ở giai đoạn chuẩn bị cho giải đấu. 5 trận vừa qua, họ chỉ thắng 2, hòa 2 và thua 1. Tỷ lệ thắng 40% mang tới nhiều mối lo cho tập thể này. Nên nhớ đây là giai đoạn mà Les Blues bất ổn nhất trong 2 năm qua, kể từ thời điểm họ chuẩn bị cho World Cup 2022. Trái ngược lại, Áo đang bước vào Euro 2024 một cách đầy tự tin khi mà họ bất bại 7 trận đấu gần nhất với 6 thắng và 1 hòa. Trên hành trình này, họ đã hạ gục Đức với tỷ số 2-0, đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ đến 6-1 và vượt qua Serbia 2-1. Đây là những chiến thắng rất ấn tượng cho thấy Áo dưới thời huấn luyện viên trưởng Ralf Rangnick vận hành hiệu quả ra sao, dù đội hình của họ chưa bao giờ dồi dào ngôi sao. Cuối ngày, vào lúc 23 giờ, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ gặp Georgia tại bảng F. Liệu có bắt nạt nổi tân binh? Tại bảng F, Thổ Nhĩ Kỳ và Georgia nằm cùng bảng đấu với Bồ Đào Nha và Cộng hòa Séc. Ngoại trừ Bồ Đào Nha được đánh giá mạnh hơn hẳn, cơ hội được chia đều cho hai cái tên là Thổ Nhĩ Kỳ và Cộng hòa Séc, trong khi Kvaratskhelia cùng với các đồng đội bị đánh giá thấp hơn. Tại vòng loại Euro 2024, Thổ Nhĩ Kỳ đứng đầu bảng đấu có sự góp mặt của những Croatia, xứ Wales, Armenia và Latvia với 17 điểm. Sau chiến dịch Euro 2020 và World Cup 2022 không thành công, bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ đang quyết tâm để lấy lại hình ảnh tại đấu trường quốc tế. Với việc chỉ phải gặp đội bị đánh giá yếu nhất bảng là Georgia tại trận đấu mở màn, Thổ Nhĩ Kỳ được kỳ vọng là sẽ không gặp quá nhiều khó khăn để giành trọn 3 điểm. Thổ Nhĩ Kỳ và Georgia đã đụng độ tổng cộng là 5 lần, trong đó Thổ giành 3 chiến thắng, 1 hòa và 1 thua. Nếu như Thổ Nhĩ Kỳ đã có lần thứ 6 tham dự Euro thì đây mới là lần đầu tiên mà Georgia góp mặt tại giải đấu này. Họ giành vé đến nước Đức sau khi giành chiến thắng ở những trận đấu play-off và với trình độ lẫn kinh nghiệm còn hạn chế của mình, sẽ không bất ngờ nếu như Georgia xếp cuối vòng bảng với 3 thất bại. Rạng sáng ngày 19 tháng 6 lúc 2 giờ, Bồ Đào Nha sẽ đối đầu với Cộng hòa Séc. Đây được đánh giá như là cơ hội để cho Cristiano Ronaldo và các đồng đội chinh phục thành công 3 điểm khi mà đối thủ của họ không quá đáng ngại. Với việc sở hữu nhiều ngôi sao bự trong đội hình như là Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Diogo Jota, đội bóng mang biệt danh Selecao châu Âu đang được đánh giá là không hề thấp tại giải đấu này. Dưới sự dẫn dắt của nhà cầm quân Roberto Martinez, tuyển Bồ Đào Nha đã thể hiện một phong độ hủy diệt trong các trận đấu, thua khuôn khổ vào loại Euro khi mà chưa thể thua trận đấu nào và chỉ lọt lưới có 2 lần. Trước một đội bóng đá tầm trung như là Séc, khả năng Ronaldo và đồng đội chinh phục thành công 3 điểm sẽ không hề thấp. Theo như thống kê, Selecao châu Âu đã ghi tới 21 bàn trong 5 trận đấu gần nhất, trung bình là hơn 4 bàn trong mỗi trận. Điều này cho thấy khả năng ghi bàn ấn tượng của hàng công đội tuyển Bồ Đào Nha. Trái lại, Séc chỉ ghi được có 6 bàn trong 5 trận đấu gần đây,
trung bình hơn 1 bàn cho mỗi trận. Trong quá khứ thì hai đội là Bồ Đào Nha và Séc đã gặp nhau tổng cộng là 5 lần, trong đó thì Bồ Đào Nha thắng 4, còn Séc chỉ thắng được 1. Đáng chú ý là ở 4 trận đấu gần nhất, thắng lợi đều thuộc về Selecao châu Âu. Vì vậy mà nếu như đá đúng sức của nhà vô địch Euro 2016 thì hoàn toàn đủ sức để giành được 3 điểm tại trận đấu tới. Trên đây là toàn bộ thông tin trước trận đấu. Tiếp theo sẽ là phần thông tin nhận định trước trận đấu, dự đoán tỷ số cho các cặp đấu vào ngày hôm nay. Nhận định, dự đoán kết quả trận đấu Áo với Pháp 2 giờ sáng ngày 18 tháng 6, bảng D Euro 2024. Áo tham dự Euro 2024 mà không có được sự phục vụ của ngôi sao David Alaba. Cạnh đó, hai trụ cột khác là Sasa Kladzic và Saver Schlager cũng không thể sang Đức vì dính chấn thương. Thế nhưng với những cầu thủ còn lại trong đội hình thì Áo hoàn toàn có thể gây ra được khó khăn cho người Pháp. Đặc biệt là Bruschen lúc này đang có phong độ rất ấn tượng khi mà chỉ thua 1 trong 16 trận đấu gần nhất trên mọi đấu trường. Ở chiều ngược lại thì Pháp đến với Euro 2024 với một phong độ không mấy ấn tượng khi mà họ hòa 2 và để thua 1 trong 5 trận gần nhất. Thế nhưng điều này thì cũng không có gì là quá đáng ngại, bởi đó chỉ là những trận đấu mà huấn luyện viên trưởng Deschamps muốn thử nghiệm đội hình và tung vào sân khá nhiều cầu thủ dự bị. Ở trận đấu ra quân, đội bóng áo lam sẽ chạm trán đối thủ khá khó chơi là đội tuyển Áo. Xét về đẳng cấp, Áo không thể sánh ngang được với Les Bleus. Thế nhưng thực tế lại chỉ ra rằng Pháp luôn gặp khó mỗi khi chạm trán đối thủ này. Nguyên nhân có thể là do cách chơi chặt chẽ của Áo phần nào đó khắc chế được lối đá kiểm soát tấn công của Pháp. Áo dự Euro 2024 mà không có được sự phục vụ của ngôi sao David Alaba. Cạnh đó, hai trụ cột khác là Sasa Kladzic và Saver Schlager cũng không thể sang Đức vì đang dính chấn thương. Thế nhưng với những cầu thủ còn lại trong đội hình của mình, Áo hoàn toàn có thể gây ra được khó khăn cho người Pháp. Đặc biệt là lúc này, họ có phong độ ấn tượng khi mà chỉ thua 1 tại 16 trận gần nhất ở mọi đấu trường. Phía bên kia thì Pháp đến với Euro năm nay cùng một phong độ không mấy ấn tượng khi mà trong 5 trận đấu gần nhất, họ thua 1 và hòa 2. Thế nhưng không có gì là quá đáng ngại, bởi đó chỉ là những trận đấu mà huấn luyện viên trưởng Deschamps đang muốn thử nghiệm đội hình mới và tung vào sân nhiều những cầu thủ dự bị. Xét về đẳng cấp, Áo sẽ không thể sánh được Les Bleus. Thế nhưng thực tế thì chỉ ra Pháp luôn gặp khó mỗi khi chạm trán với đối thủ này. Nguyên nhân có thể là do cách chơi chặt chẽ của Áo phần nào đó có thể khắc chế được lối đá kiểm soát tấn công của Pháp. Dù vậy, nhà cái châu Âu vẫn đưa ra tỷ lệ cược cho cả trận là 1-0. Thế nhưng phải nhớ rằng Áo đã thắng tới 3 trên 5 trận đấu gần đây nhất gặp Pháp theo tỷ lệ của nhà cái châu Á. Còn đội bóng được dẫn dắt bởi huấn luyện viên trưởng Deschamps lại để thua cả 5 trận đấu gần nhất theo tỷ lệ này. Trong khi đó, tỷ lệ bàn thắng của màn so tài trên được nhà cái đưa ra là 2,75 trái. Đội tuyển Áo thắng đến 5, hòa 1 trong 6 trận đấu gần nhất. Lần gần nhất họ thua trận là thất bại 2-3 trước tuyển Bỉ vào tháng 10 năm 2023. Bên phía tuyển Pháp thì họ thắng tới 3, hòa 2 và thua 1 trong 6 trận đấu gần nhất. Tuy nhiên thì ở 2 lần gặp tuyển Áo gần đây nhất trong khuôn khổ của UEFA Nations League, tuyển Pháp bất bại với 1 trận thắng, 1 trận hòa. Ngoài ra kể từ Euro 2012, đội bóng của Deschamps chưa bao giờ để thua tại vòng đấu bảng. Dự đoán tỷ số, Pháp sẽ giành chiến thắng 3-0. Nhận định, dự đoán trận Thổ Nhĩ Kỳ với Georgia 23 giờ ngày 18 tháng 6. Thổ Nhĩ Kỳ được kỳ vọng sẽ là ngựa ô tại vòng chung kết Euro 2020, thế nhưng họ lại thi đấu rất kém hiệu quả. Đội bóng này xếp cuối bảng A, thua cả 3 trận đấu trước Ý, xứ Wales và Thụy Sĩ. Ngay sau đó, Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục gây thất vọng khi không thể góp mặt tại vòng chung kết World Cup 2022. Rất may là sau đó họ đã có một chiến dịch vòng loại Euro 2024 rất tốt, qua đó giảm bớt được những áp lực từ ngưỡng người hâm mộ. Cụ thể, tại vòng loại Euro 2024, Thổ Nhĩ Kỳ nằm ở bảng D với Croatia, xứ Wales, Armenia và Latvia. Hakan Çalhanoğlu và các đồng đội đã xuất sắc kết thúc vòng loại với ngôi đầu cùng 17 điểm, qua đó giành vé trực tiếp đến với nước Đức. Đây là lần thứ 6 mà Thổ Nhĩ Kỳ giành vé tham dự một vòng chung kết Euro. Trước đó, thành tích tốt nhất của họ là vào đến bán kết tại Euro 2008. Tại Euro 2024, đội bóng của Thổ Nhĩ Kỳ nằm ở bảng F với Bồ Đào Nha, Cộng hòa Séc và Georgia. Tại bảng đấu này, Bồ Đào Nha được đánh giá cao nhất, họ nhiều khả năng sẽ có được ngôi đầu. Thổ Nhĩ Kỳ thì đủ khả năng cạnh tranh cho vị trí thứ hai cùng Cộng hòa Séc và Georgia, có đó giành vé tham dự vòng đấu loại trực tiếp. Ở trận đầu tiên, Çalhanoğlu và các đồng đội sẽ gặp đội bóng bị đánh giá yếu nhất bảng là Georgia. Nhận định Thổ Nhĩ Kỳ với Georgia nghiêng một chút về phía thầy trò Montella. Với đội hình đồng đều hơn, họ được kỳ vọng sẽ giành 3 điểm.
Trong quá khứ, Thổ Nhĩ Kỳ và Georgia đã đụng độ nhau tổng cộng là 5 lần, trong đó Thổ giành 3 chiến thắng, hòa 1 và thua 1. Tuy nhiên, lần gặp nhau gần nhất giữa hai đội đã là từ năm 2012. Đội bóng có lần tham dự vòng chung kết Euro thứ 6 hiện không có phong độ tốt. Họ không thắng trong 5 trận đấu gần nhất, trong đó có 2 trận hòa và 3 trận thua. Trong 2 trận đấu khởi động trước Euro, Thổ Nhĩ Kỳ hòa Italia với tỷ số là 0-0 trước khi thất bại 1-2 trước Ba Lan. Những kết quả không tốt ngay trước thềm giải đấu lớn không phải tín hiệu tốt, nhưng nó giúp cho thầy trò Vincenzo Montella nhìn ra những điểm yếu để mà khắc phục. Thổ mang đến Đức với một đội hình gồm khá nhiều những cầu thủ chất lượng, nổi bật nhất là đội trưởng Hakan Çalhanoğlu, người ghi 13 bàn thắng và 3 đường kiến tạo sau 35 trận cho Inter Milan tại Serie A mùa giải trước. Kerem Atukoglu cũng được đánh giá cao, anh có 12 bàn và 6 kiến tạo cho Galatasaray mùa giải vừa rồi. Nếu như Thổ Nhĩ Kỳ có lần thứ 6 tham dự vòng chung kết Euro thì đây mới là lần đầu tiên Georgia góp mặt ở giải đấu này. Họ giành vé đến Đức sau khi giành chiến thắng ở những trận đấu play-off. Cụ thể, thầy trò huấn luyện viên trưởng Willy Sagnon đánh bại Luxembourg ở bán kết, sau đó hạ Hy Lạp chỉ chấm luân lưu tại chung kết play-off. Qua đó lần đầu tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu cấp độ đội tuyển. Mặc dù họ gặp khó khăn trong chiến dịch vòng loại, Georgia đã ghi bàn ở 7 trong 8 trận, bao gồm cả sân nhà và sân khách trước Tây Ban Nha. Vì vậy, họ hoàn toàn có cơ hội phá lưới những đối thủ ở bảng F. Georgia từng sở hữu nhiều tài năng bóng đá như là Georgi Klinaze chơi cho Man City giữa những năm 90 hay Kaká Kalajdzic khoác áo Milan thập niên 2000. Tuy nhiên, hiếm khi nào họ tập hợp được một lứa cầu thủ tốt như hiện tại. Ngoài ngôi sao hàng đầu Kavicha Kvaratskhelia, họ còn có Giorgio Mamadasbi của Valencia, Gregor Mikantauzer của Metz, Ota Kivevli của Stumgrad hay là Georgi Kholochevili của Shakhtar Donetsk. Georgia cũng có những sự chuẩn bị tốt cho Euro 2024. Trong một năm 2024, họ bất bại, trong đó có 2 chiến thắng và 1 trận hòa. Ở trận giao hữu duy nhất trước ngày sang nước Đức, Georgia đánh bại Montenegro với tỷ số là 3-1, bị đánh giá thấp hơn. Thế nhưng với lối đá đoàn kết, tinh thần thi đấu máu lửa, Kvaratskhelia và các đồng đội hứa hẹn sẽ mang đến nhiều khó khăn cho Thổ Nhĩ Kỳ. Xét về mặt lực lượng, Thổ Nhĩ Kỳ vắng mặt một số cầu thủ bị chấn thương, bao gồm có Enes Unan của Bournemouth cũng như cựu hậu vệ của Leicester City là Kaká Şurjanku và Ozan Kabak. Đối với Georgia, những phần lớn sự tập trung sẽ đổ dồn vào ngôi sao Kavicha Kvaratskhelia của Napoli, trong khi Georgi Mamardashvili của Valencia trong khung thành được cho là đang thu hút rất nhiều sự quan tâm trên thị trường chuyển nhượng. Khả năng ra sân của hậu vệ giàu kinh nghiệm Solomon Kvaratskhelia và tiền vệ Ota Kitevili đều đang bị bỏ lỡ. Dự đoán Thổ Nhĩ Kỳ sẽ giành chiến thắng 2-1. Nhận định, dự đoán tỷ số trận Bồ Đào Nha với Cộng hòa Séc 2 giờ ngày 19 tháng 6. Ngay trước thềm trận đấu với Cộng hòa Séc, tiền đạo Cristiano Ronaldo tự tin tuyên bố là tuyển Bồ Đào Nha của anh sẽ tiến xa hơn vòng bán kết Euro 2024. Sẽ đòi tin rằng với thế hệ vàng hiện có của mình, đội bóng áo bã trầu xứng đáng lên ngôi tại ngày hội bóng đá đang diễn ra trên đất Đức. Cựu tiền đạo của Real Madrid tự tin như vậy là cũng phải, bởi ngoài Ronaldo đã ghi tới 130 bàn trong 207 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, trong đội hình đội tuyển Bồ Đào Nha hiện tại còn có hàng loạt những ngôi sao đình đám khác như là Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Ruben Dias hay Joao Felix. Với một lực lượng hùng hậu như vậy thì Bồ Đào Nha đã vượt qua vòng loại Euro 2024 với chiến tích toàn thắng cả 10 trận. Trong 10 trận cầu ấy, họ ghi tới 36 bàn và chỉ có 2 lần để lọt lưới. Không như Bồ Đào Nha với chủ công Ronaldo đã 39 tuổi, dày dặn kinh nghiệm, Cộng hòa Séc lại mang đến Euro 2024 lực lượng gồm rất nhiều cầu thủ trẻ. Ngoại trừ tiền vệ thủ quân Thomas Soucek đã có 68 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, các gương mặt còn lại chưa ai có quá 50 trận chơi cho Cộng hòa Séc cả. Với việc còn xếp sau của Albany ở vòng loại, Cộng hòa Séc xem ra không phải là một đối thủ xứng tầm với Bồ Đào Nha. Xét về thành tích đối đầu, Cộng hòa Séc càng có lý do để lo ngại Bồ Đào Nha, bởi họ chỉ thắng 1 và thua những 4 lần trong 5 lần mà hai đội gặp nhau trước đây. Riêng 2 lần đụng độ Bồ Đào Nha gần nhất, đội bóng tới từ xứ sở pha lê để thủng lưới tới 6 bàn mà không ghi nổi dù chỉ một bàn thắng. Bồ Đào Nha là đội bóng có khả năng tiến xa tại Euro 2024, còn Cộng hòa Séc thì không, khi mà thực tế đã chứng minh Cộng hòa Séc vốn có truyền thống hay bị Bồ Đào Nha bắt nạt. Và sẽ chẳng có bất ngờ nếu như họ phải nhận thêm một kết cục buồn. Cộng hòa Séc đang chơi không tồi vì họ mới thắng liền một mạch tới 5 trận. Tuy nhiên, các bại tướng của họ đều khá tầm thường chứ không hùng mạnh như là Bồ Đào Nha. Thường, đụng phải đội bóng của Ronaldo vốn là khắc tinh của mình, Cộng hòa Séc có nguy cơ sẽ phải rời sân với hai bàn tay trắng.
Dự đoán tỷ số, Bồ Đào Nha sẽ giành chiến thắng 3-1 trước đội tuyển Cộng hòa Séc.